Chiều 30 tháng 11, Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số tổ chức phiên họp trực tuyến đầu tiên với các bộ ngành, địa phương trên toàn quốc. Tham dự tại điểm cầu tỉnh tây ninh có ông Nguyễn Thanh Ngọc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh và các thành viên ban chỉ đạo tỉnh. Theo Quy định số 1619 trên QĐ Ttg ngày 24 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ. Ủy ban quốc gia về chính phủ điện tử được kiện toàn và đổi tên thành Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số nhằm tạo ra những đột phá về chuyển đổi số trong thời gian tới. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính là chủ tịch Ủy ban, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam là phó chủ tịch thường trực, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng là phó chủ tịch Ủy ban. Tại phiên họp, các bộ ngành địa phương tham gia thảo luận về cách thức thực hiện với các bước đi cụ thể nhằm tạo ra đột phá lớn về chuyển đổi số. Đến nay, nhiều bộ ban ngành và địa phương đã có những bước đi tích cực trong chuyển đổi số. Điển hình là Bộ Công an với hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư, ngành ngân hàng với hoạt động đẩy mạnh các hoạt động thanh toán điện tử, hay như thành phố Đà Nẵng với các giải pháp công nghệ trong phòng chống dịch COVID-19. Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số nhấn mạnh: Chuyển đổi số là xu thế của thế giới, là yêu cầu đòi hỏi khách quan của sự phát triển. Chúng ta không thể không làm, cũng không thể đứng ngoài cuộc. Để thực hiện hiệu quả chuyển đổi số, Thủ tướng đề nghị phải có tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược, cách làm phù hợp, bám sát thực tiễn, làm việc có trọng tâm, trọng điểm, mang lại lợi ích cho nhiều doanh nghiệp, đồng thời quan tâm đầu tư hoàn thiện thể chế, công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, quản trị hợp lý. Thủ tướng cũng yêu cầu các đơn vị địa phương cần nâng cao nhận thức, phải quyết tâm cao, hành động quyết liệt và tăng cường kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện chuyển đổi số, kết nối công nghệ với cải cách hành chính, phát triển phải có kế thừa, đổi mới, sáng tạo đồng thời phải có chương trình phát triển công dân số tương ứng hài hòa với các trụ cột chính phủ số kinh tế số và xã hội số